Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tử Vi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ ấn vào nút đăng ký, đồng thời ấn vào biểu tượng hình quả chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất, hấp dẫn nhất từ kênh Tử Vi nhé. Tử Vi tuổi Thìn trong tháng 3 âm lịch, tháng mới nhiều rắc rối. Kính thưa quý vị và các bạn, những người tuổi Thìn khi bước sang tháng 3 âm lịch có vận trình ngũ hành cùng mệnh không được tiết khí ủng hộ. Đây là tháng mà tuổi Thìn phạm phải thái tuế. Rất may những người này có quý nhân tam hợp xuất hiện che chở, giúp chuyển hung hóa thành cát. Người tuổi Thìn khi bước sang tháng 3 âm lịch cần phải chuẩn bị tinh thần đối diện với đủ những điều không mong muốn xuất hiện liên tiếp. Nếu như những người tuổi Thìn cứ nóng nảy, thích làm việc theo ý của mình thì càng dễ vướng vào những rắc rối lớn hơn. Vậy thì tử vi chi tiết của những người tuổi Thìn trong tháng 3 âm lịch sẽ như thế nào? Ngày hôm nay xin kính mời quý anh chị và các bạn chúng ta cùng kênh Tử Vi đi tìm hiểu trong video dưới đây nhé. Tổng quan về tử vi tháng 3 âm lịch năm 2022. Tháng 3 âm lịch năm 2022 Nhâm Dần rơi vào khoảng thời gian từ ngày mùng 1 tháng 4 cho đến ngày 30 tháng 4 dương lịch. Thiên can địa chi là tháng Giáp Thìn với Thìn thổ làm trụ ẩn, hai thiên can là Nhâm và Mậu. Trong đó, Nguyệt lệnh làm chủ phân bố thành Mộc đầu tháng, 5 ngày tiếp theo thuộc Mậu khố, cuối tháng do Mậu thổ làm chủ. Tháng 3 âm lịch, tháng Giáp Thìn gặp năm Nhâm Dần. Với thiên can Giáp gặp thiên can Nhâm của năm Nhâm Dần chủ Bình Hòa. Địa chi Thìn của tháng gặp địa chi Dần của năm cũng là Bình Hòa. Về ngũ hành của tháng thì Giáp Thìn ngũ hành là Phúc Đặc Hòa, tượng là lửa ngọn đèn. Gặp năm 2020 Nhâm Dần là kim bạch kim, là vàng lá trắng. Với ngũ hành thì có sự tương khắc, thế nhưng theo lục thập hòa giáp thì ngũ hành này lại có sự tương trợ cho nhau, với ngụ ý rằng trong khắc có hợp, trong hợp lại có khắc, sẽ chủ về một tháng 3 bán cát bán hung. Tử vi tuổi Thìn trong tháng 3 âm lịch. Tuổi Thìn trong tháng 3 âm lịch cục diện tự hình cản lối. Công việc của bản mệnh thường xuyên gặp phải cản trở. Nếu như tuổi Thìn giữ lối suy nghĩ quá cố chấp, lại không thích người khác xen vào việc của mình, không muốn nghe theo lời góp ý, cho nên dễ dàng lâm vào bế tắc. Tuổi Thìn hãy nhanh chóng thay đổi phương pháp làm việc của mình nếu như muốn mọi việc tiến triển thuận lợi hơn. Người làm ăn kinh doanh cũng khó có thể tìm ra được hướng đi phù hợp trong khoảng thời gian này, bởi vì bạn bắt tay vào làm việc gì cũng khó khăn. Những kế hoạch làm ăn cũng tiến triển khá bấp bênh, có khi được lãi, thế nhưng cũng có khi lại phải tốn tiền giải quyết các vấn đề phát sinh. Trong thời điểm này, bạn nên tìm một hướng đi mới để phá vỡ những bế tắc, không nên tiếp tục đi theo lối mòn từ xưa cho tới nay. Những lo lắng, những muộn phiền trong công việc cũng gây tác động xấu đến mối quan hệ vợ chồng của những người này. Bạn và nửa kia ai làm việc đó, không quan tâm trò chuyện cùng với nhau thường xuyên giống như trước kia. Chính vì điều đó mà khiến quan hệ càng ngày càng trở nên lạnh nhạt. Trong tháng 3 âm lịch, tuổi Thìn nhận thấy rằng đôi bạn cảm thấy khá bất an, lo lắng, ví dụ như cả hai đã chẳng còn cần đến nhau nữa. Chi tiết về sự nghiệp của những người tuổi Thìn trong tháng 3 âm lịch. Trong tháng 3 âm lịch, dưới sự ảnh hưởng của cục diện tự hình, những người tuổi Thìn sẽ gặp phải rất nhiều những vướng mắc trong công việc ở trong tháng này, mà nguyên nhân chủ yếu là do sự cứng đầu, cố chấp của những người này. Bản mệnh thường thích tự ý làm mọi việc theo ý của mình, không biết lắng nghe những ý kiến của người khác. Thậm chí khi được người giàu kinh nghiệm khuyên nhủ, tuổi Thìn cũng thường bỏ ngoài tai. Chính vì thái độ kiêu ngạo, tự cho mình là nhất ấy, mà nhiều khi đẩy những người tuổi Thìn vào rắc rối. Khi mà công việc xảy ra vấn đề, tuổi Thìn cần phải học cách bình tĩnh, quan sát, đánh giá những việc mình làm trước đó, đồng thời thay đổi góc độ quan sát vấn đề, đừng giữ mãi quan điểm về một việc. Việc thay đổi góc nhìn sẽ giúp bạn nhận ra những khía cạnh mới, từ đó có những cách giải quyết linh hoạt hơn. Nguyệt lệnh là một đất suy và hung tinh thiên nguyệt đem tới những điều rắc rối cho những người trẻ tuổi. Bản mệnh thường xuyên cảm thấy rất lo lắng, bất an, thậm chí đánh mất định hướng của mình. Nhiều rắc rối xuất hiện dồn dập, khiến bạn dần trở nên đánh mất tự tin, trở thành những người yếu đuối. Những lúc như thế này,
bạn cần phải tìm một người đáng để tin tưởng, chia sẻ, tâm sự. Có lẽ đối phương sẽ chỉ cho bạn những hướng mới phù hợp hơn. Chớ nên vì ngần ngại mà giấu đi những điều mà mình còn chưa rõ trong lòng, sẽ tự đẩy bản thân của mình vào cảnh căng thẳng, dậm chân tại chỗ. Chi tiết về phương diện tài lộc của những người tuổi Thìn trong tháng 3 âm lịch. Trong tháng 3 âm lịch, túi tiền của những người tuổi Thìn cũng khó có thể dùng rỉnh ngay được, khi mà nhiều biến cố xảy đến khiến cho những người này chưa thể bắt tay vào các kế hoạch của mình. Do cục diện gặp phải tự hình, cho nên bản mệnh chớ có nên có những suy nghĩ cố chấp, bảo thủ, tự đẩy mình vào những rắc rối. Một khi dự án không thể tiến triển thuận lợi giống như dự kiến, tuổi Thìn cần phải dừng lại để xem xét vấn đề, tìm hướng khắc phục ngay, chớ nên làm cố rồi cuối cùng kết quả không được giống như dự kiến. Ngoài ra, bạn cũng nên khuyến khích bản thân và mọi người xung quanh nghĩ đến những phương hướng mới trong công việc, chớ nên đi theo những lối mòn đã cũ kỹ. Nếu như cứ bước theo lối mòn, bạn sẽ luôn dậm chân tại chỗ và chẳng thể kiếm được một khoản dư giả giống như dự kiến. Trong tháng 3 âm lịch, những người tuổi Thìn làm công ăn lương hãy cẩn thận để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, chớ nên để xảy ra sai sót rồi chính mình lại phải bù lỗ. Khi được người có kinh nghiệm hướng dẫn, tuổi Thìn cần phải chú ý lắng nghe chứ không nên tự làm theo ý của mình. Tháng này do thái tuế hung tinh xuất hiện, cho nên những người tuổi Thìn hãy cẩn thận khi làm bất cứ việc gì. Nếu có ý định xuất hành đi xa, lại càng phải chuẩn bị kỹ càng hơn nữa, chớ để xảy ra sai sót rồi lại phải đi lấy tiền túi để bù, để giải quyết. Dù bạn có những lý tưởng hay kế hoạch tham vọng thế nào đi chăng nữa, cũng cần cân nhắc đến hoàn cảnh thực tế trước khi mà thực hiện. Nếu không, rất dễ rơi vào cảnh xôi hỏng, bỏng không. Chi tiết về phương diện tình duyên của những người tuổi Thìn. Người tuổi Thìn khi bước sang tháng 3 âm lịch cũng khó nhận được tin vui trên phương diện tình cảm. Dù là những người tuổi Thìn độc thân hay là những người đã lập gia đình, nếu như cứ giữ những suy nghĩ bảo thủ, kiêu ngạo, tự cho mình là nhất, thì hạnh phúc sẽ chẳng thể mỉm cười đối với bạn được. Với những người độc thân, do cục diện tự hình khiến cho tuổi Thìn trở nên nóng nảy, không muốn người khác can thiệp vào chuyện của mình. Chính vì vậy mà dù được giới thiệu cho đối tượng, những người tuổi Thìn độc thân cũng thường tỏ ra nóng nảy bất cần, thay bằng việc hành xử nóng nảy gây tổn thương cho những người có thiện ý. Bạn nên bày tỏ cảm xúc của mình một cách nhẹ nhàng, khéo léo hơn, đừng để người khác có ấn tượng xấu về mình, khiến việc tìm nửa kia trở nên khó khăn trong tương lai. Với những người đã lập gia đình, có lẽ vì đã quá mệt mỏi với các công việc ngoài xã hội nên bạn chẳng còn thời gian để quan tâm tới người ấy. Chính vì vậy, mối quan hệ của hai bạn đang càng ngày càng trở nên lạnh nhạt hơn, ai lo việc của người ấy. Nhiều khi chính bạn cũng cảm thấy bất an vì tình trạng của hai người. Thay vì tiếp tục cố làm ngơ mọi chuyện, bạn nên là người chủ động tìm cách hàn gắn quan hệ vợ chồng. Hãy cố gắng sắp xếp thời gian nói chuyện với người ấy một cách chân thành và thẳng thắn, đồng thời không quên bày tỏ những sự quan tâm và tình cảm của mình với đối phương. Chi tiết về phương diện sức khỏe của những người tuổi Thìn trong tháng 3 âm lịch. Trong tháng 3 âm lịch, những rắc rối xuất hiện trên mọi phương diện cuộc sống khiến cho những người tuổi Thìn gặp phải không ít mệt mỏi. Một lệnh lâm đất suy cho thấy dấu hiệu sức khỏe sa sút trên cả hai phương diện là thể chất và tinh thần. Tuổi Thìn không nên để tình trạng này kéo dài lâu, tốt nhất hãy tìm cách tâm sự với người đáng tin cậy và có cái nhìn thoáng hơn về mọi việc, không nên quá cố chấp với mọi vấn đề. Nếu phải đi công tác xa nhà hoặc lao động chân tay trong thời điểm này, bản mệnh nên hết sức cẩn thận, tránh để xảy ra những sự cố đáng tiếc. Đặc biệt, khi đã mệt mỏi thì không nên làm việc, hãy để bản thân nghỉ ngơi và thư giãn. Nếu như mắc bệnh thì bản thân nên nhanh chóng chạy chữa, chớ vì công việc bận rộn mà tìm cách kéo dài thời gian, khiến bệnh tình càng ngày càng trở nên nặng hơn. Các bạn đã được lắng nghe video Tử vi tuổi Thìn trong tháng 3 âm lịch, tháng mới gặp nhiều rắc rối của kênh Tử Vi. Nếu như các bạn thấy video hay và hữu ích, hãy chia sẻ để có thể ủng hộ cho kênh Tử Vi. Xin chào và hẹn gặp lại!